chơi luôn, luôn là vui. Dạ. Thấy bỏ vô làm. Đầu chơi luôn. Đem nước rồi theo cắm tiện vô nó. Có đã vậy? Nghe kể hấp dẫn quá. Có giờ sĩ được rồi không? Giờ sĩ được không? Được luôn. Bữa đem thêm gia rượu luôn. Đã vậy? Bữa đem thêm gia rượu luôn. Câu rồi. Câu, đi cao phân, đi cao phân. Nè, rồi mang được cá, nè, được một con. Đi mang được một con luôn nha. Oh my god. Ready. Canh đêm mọi người phải nước lớn á thì nó sẽ ăn nhiều. Mùa này cũng không có nhiều mực lắm. Đây câu được còn mớ đây. Nhìn thấy đã chưa mọi người? Nó tươi, lúc mà nó tươi luôn á. Đó. Được hai con bự nè. Và mấy con nhỏ nè mọi người. Nhìn thấy hấp dẫn không? Mấy nhiều người đi sớm người ta câu cũng nhiều nhưng mà mực nó hơi nhỏ. Nước lớn thì câu nó có hơn là nước cạn nha mọi người. Đây, đó, thu hoạch được bao nhiêu đây. Ok, tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã coi cái video của mình. Nhớ ủng hộ channel của mình. Subscribe and like. Cảm ơn, bye. Tạm biệt mọi người. Tháng 10 rồi cho nên nó không có nhiều.